đang yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như dòng con đường dài. Tận nhà nghèo nơi, tay em chưa lớn chiếu đôi vai gánh dòng nặng. Mày mẹ thương nhớ tìm người sẽ duy, lòng thầm mong em đau bên cho những một bóng tình. Lửa thôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến yên không sao bao đời. Trong tình yêu như thế nào, dòng sâu là bao, nào đó đi đâu, lòng người ta thay biến tố dài lâu. Và bao thời gian trong trong bình an, khi nhớ yêu người ta theo trái sâu khi sông làm sao mà trông cứ đổ bên biết nơi bao đồng trông. Rồi người ta đến theo họ hàng ngày bên, một ngày đến xin bộ bước em đến. Em ngỡ ngàng đứng trong theo bắt đường buồn. Hãy nghe vui hương mà lệ trang rưng rưng, rằng do con yêu hay sống theo đa đạo bên chồng. Bước qua dòng sông từng cơn sóng, đời người con gái không muốn yêu ai như con. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bài hát Duyên Phận. Thì bài hát này cũng có rất nhiều bạn yêu cầu. Thì tôi cũng cố gắng hướng dẫn cho các bạn. Bởi vì cái bài hát này là bài hát mà nữ thường hay hát. Cho nên là, nhưng mà tôi hướng dẫn thì tôi hướng dẫn bằng giọng nam, tức là giọng si thứ.
Tuy nhiên tôi cũng có soạn luôn cả cái phần ký âm cho giọng nữ ở tông son thứ. Nữ thì hát son thứ và nam thì hát si thứ. Thì cái phần ký âm son thứ nó nằm ở phía sau của cái phần ký âm si thứ các bạn nha. Và tôi thì hướng dẫn theo cái tông si thứ là giọng nam. Rồi, các bạn hãy download cái file ký âm ở dưới video clip này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Trước tiên thì chúng ta thấy là tông chủ của bài hát là tông si thứ. Và hợp âm bậc 1 á, tông chủ bậc 1 là si thứ. Bậc 4 là mi thứ. Bậc 5 là pha thăng thứ. Bậc 3 là rê trưởng. Bậc 6 là son trưởng. Và bậc 7 là la trưởng. Có thể chúng ta bấm hợp âm chặn hoặc chúng ta bấm hợp âm ở ngay đầu càng đàn. Thì cái bài này là hợp âm nó tương đối đơn giản, nó có 6 hợp âm như thế. Giờ tôi hướng dẫn các bạn phần intro. Thì phần intro của chúng ta có tổng cộng là 9 nhịp, mà nhịp đầu tiên chỉ có 2 phách. Đó là la si luyến nha các bạn, luyến V 1-5 mũi tên 1-7 V, nghĩa là một nốt luyến như thế này. Luyến mà luyến vuốt, V là vuốt, L là luyến. Rồi như vậy chúng ta có 2 phách. Đó là nhịp đầu tiên có 2 phách. La si si. Nhịp số 2. Các bạn để ý, từ bây giờ hễ chỗ nào mà nhịp trẻ, tức là cái nốt đàn rồi mới đến phách dậm chân, thì tôi để chấm chấm chấm. Như vậy chúng ta thấy nhịp số 2 có nhịp trẻ như sau. Tức là cái nốt la đó, nốt la 2 á là 20 á là ngay phách. Nốt si 2 thì là nhịp trẻ, tức là si xong rồi mới tới dậm chân. À, các bạn hãy luyện tập kỹ chỗ này. Các bạn chờ chút tôi lấy cái song lan gõ cho nó nghe cho dễ nha. Rồi, như vậy chúng ta có nhịp số 2 là như vậy, nốt la thì ngay phách. Các bạn thấy không? Nốt la ngay phách, sau đó nốt si không có ngay phách, cho nên người ta gọi đó là nhịp trẻ là như thế. Rồi, tiếp tục phách thứ ba của nó là si rê la. Rồi các bạn nghe lại nha. La si si rê la. Như vậy các bạn nghe từ nhịp 1 nhịp 2 nè. Tức là chưa yêu lần nào biết ra. Đó, cái đó là câu hát của nó. Rồi, nhịp số 3 chúng ta có nhịp số 3 chúng ta tiếp tục 27 là nốt pha thanh các bạn. Nhịp số 3 tiếp nè. Cũng là nhịp trẻ ngay nốt la luôn 20 nha. Nghe lại các bạn. Rồi.
đó là nhịp số 3. Nhịp số 3 là fa fa la la fa re. Fa thăng nha bạn. À la fa mi. Fa la la fa mi. Nghe lại. Các bạn lưu ý, hồi nãy lúc mà tôi đàn mẫu á, thì có thể tôi đàn không chính xác với cái nốt như thế này, bởi vì trong cái kỹ thuật mà chúng ta solo hay là chúng ta intro thì các bạn sử dụng cái reel dây, cái này hôm trước tôi đã nói rồi, ví dụ như chỗ này à, các bạn thấy không, nó reel dây. Thật ra thì có một nốt thôi, nhưng mà chúng ta đàn mà reo dây thì nó nghe mới hay. À, các bạn thấy không? Như vậy nốt thì ở đây tôi ghi là nốt chuẩn, là đúng nốt thôi. Các bạn đàn đúng nốt này là được rồi. Nhưng mà sau này á, khi mà chúng ta chơi nhiều rồi, chúng ta có kinh nghiệm rồi, thì chúng ta sẽ thấy là có thể là lúc đó tự phát trong người các bạn sẽ thấy chỗ đó nó reo nó hay hơn. Thì tôi cũng nói qua để cho các bạn có thể tập theo. Rồi nhịp số 3 xong. Nhịp số 4 là chúng ta rải mi thứ. Rải mi thứ tắt như vậy cũng được các bạn. Là móc lên cái. Rê mi fa la. Rê mi fa la. Si la mi. Tới rồi liếng nha. Ở đây nốt si nè. 2-12 là nốt si nè. Si xong mình liếng từ nốt la về nốt fa. Rồi nhịp số 4 lại. Làm lại các bạn. Nhịp số 4. À, vuốt nha, vuốt từ 20 về 27, từ nốt la về nốt pha thăng. Rồi, nhịp số 5. Chắc bùm, bùm. Tức là chúng ta có thể quạt bát ở phía trên này, hoặc là đánh dây 4 cũng được à. Hoặc là quạt vậy đó. Chắc bùm, bùm, chắc. À, ở đây rê mi liếng qua, đó là nhịp số 5. Làm lại nhịp số 5. À si chứ bạn, bấm si thứ. Chắc bùm bùm chắc. Rồi nhịp số 6. Rê mi cũng nhịp trẻ luôn các bạn. Rê rê mi à, rê rồi đến mi liền, sau đó mới tới phách thứ hai. Rê mi, nó là nhịp trẻ nha. Đó là nhịp số 6. Rê mi fa, rê mi fa. Fa thăng nha các bạn. Trong bài này hãy có nốt đập nốt fa, tức là fa thăng. Nhịp số 7. À, nhịp số 7 là gì? La 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 mi fa chấm 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 là nhịp trẻ không đó ha. La mi fa. À, la mi là một phách, fa là nửa phách thôi. La mi fa. Rồi, thế là làm lại nhịp số 7. La mi la mi fa fa la si do, đô thăng luôn. Trong bài này đô là đô thăng, fa là fa thăng. Rồi nhịp số 8 chúng ta bỏ một phách. Đàn lại nhịp số 8 bỏ một phách nè. Tức là chỗ này là gì? Mi, nốt mi 3 nè.
mi đô đô ba thằng mi đô si la si. Đó là dòng số 8 là đã xong hết cái phần giai điệu rồi. Câu số 9 của chúng ta chính là một cái câu lái. Chúng ta móc cái si thứ lên, bấm tắt vậy thôi các bạn. Chắc mi mi đô, mi đô đô thằng nha. Mi đô si la và la si. Cái nốt si cuối cùng là chúng ta bấm si thứ, chúng ta quạt dây 4, dây 3. Nói chung là trong cái vùng này à, nó nghe như thế này à, nó nghe như thế đấy các bạn. Cái tiếng sông lan này thì trước đây cũng có nhiều bạn nói là lớn tiếng quá nó chát. Đúng là lớn tiếng quá nó chát. Tôi cũng muốn giảm nó lại bằng cách là chia miếng giải vào, nhưng mà đôi khi mình không để ý cái mình cũng gặp giọng chân hơi lớn rồi. Rồi tôi đàn lại cái phần intro tầm chậm cho các bạn nghe. Đàn có sử dụng reel thì các bạn nào có thể áp dụng được thì các bạn áp dụng nha, dùng reel. Còn không thì các bạn cứ đàn đúng như thế này, rồi sau này khi mà mình đàn rành lên mình chơi hay chút thì các bạn sẽ thấy là các bạn tiến bộ lên, các bạn sẽ thấy các bạn sẽ tự reel được. Đàn tôi đàn lại phần intro. Nghe lại các bạn. Phần intro của bài hát chuyên phận. Giờ chúng ta sẽ vào bài hát. Vào bài hát phần 3 nhỏ thì ở đây tôi cũng nói luôn cách đánh này là cách đánh mà tôi cũng đã hướng dẫn nhiều các bạn rồi. Đó là ở đây cái phần 1, đoạn 1, đoạn 2 thì chúng ta đánh giống nhau theo kiểu này. Chắc bùng bùng chắc. Rồi các bạn, ở trong ký âm tôi cũng có ghi rõ các bạn, đó là lên nè. Chắc bùng bùng. Đó là thí dụ như đang ở si thứ, các bạn muốn chuyển qua pha thứ thì các bạn đang đánh như thế này. Si nha, bắt đầu bass si nè. Thật ra thì cách đánh này có nhiều người đánh cũng hơi khác nhau một tí, tức là nếu mình đánh dưới một cái tiết tấu nó trầm, nó chậm rãi thì đánh như thế này à, đánh như nãy giờ tôi đánh. Như vậy nó sẽ là gì? Chắc bùm bùm chắc bùm bùm à, như vậy chuyển hợp âm chính là chuyển ngay cái bùm ở sau cùng. Chắc bùm bùm chắc bùm chuyển, chắc bùm bùm chắc bùm chuyển. Đó là cách đánh tiết tấu chậm. Còn nếu mà chúng ta thêm vô một cái chắc cuối nữa thì nó có thể đánh như thế này. Chắc bùm bùm chắc bùm chắc bùm à, như vậy cách chắc bùm chắc bùm thì nó cũng giống như cái bolero bình thường của mình như thế này. À, như vậy có một cái chất đó ha, chất bùm bùm chất bùm chất bùm thì đánh vậy thì mình cảm thấy cái tiết tấu nó sẽ nhanh hơn. Còn bài này nó trầm buồn, tiết tấu nó buồn, nó chậm rãi thì tôi sẽ đánh theo cách một của tôi. Ví dụ như thế này: phần là con gái theo hò, nhầm lời các bạn. Phần là con gái chưa một lần yêu nhìn về tương lai. Đó tức là nó chỉ có cái chất cuối thôi, không phải hai cái chất cuối. Chất bùm bùm chất bùm
bùm. Như vậy cái giữa cái bùm và cái bùm chính là từ phách 3 và phách 4. Chết bùm bùm chết bùm bùm. Như vậy phách 3 và phách 4 chính là hai cái bát mà thường hay đánh. Ví dụ như thế này. Sử dụng cách đánh này. Còn đoạn đi khúc thì tôi vẫn thường hay đánh, tôi có một cái clip số 8687 gì tôi hướng dẫn cho bạn cách đánh điệp khúc như thế này. Thì bài này nếu chúng ta dùng cách đánh điệp khúc đó đánh thì nó lại không hợp. Tức là cách đánh điệp khúc đó với cái tiết tấu nó hơi sôi động hơn so với cái bài tiết tấu của bài này. Cho nên tôi sẽ đánh cũng giống như cái cách đánh điệp khúc đấy, nhưng mình bỏ đi cái chất cuối cùng. Thay vì cách đánh điệp khúc bình thường nó như thế này. Chất bùm bùm chất, chất chặt chất bùm bùm. À như vậy đó là cách đánh bình thường. Bây giờ đánh theo bài hát này thì tôi bỏ cái chất cuối, có nghĩa là nó sẽ trở thành như thế này. Chất bùm bùm chất, chất chặt bùm bùm. Tức là không có chắc bùm bùm nữa mà là bùm bùm, có nghĩa là nó nhẹ đi. Mà cái bùm bùm đó chính là thích hợp cho hai cái bass của mình, giống như thế này. Chưa yêu đừng đau, biết là làm sao, biết chậm tình yêu như thế nào, dòng sâu. Một cái chất cuối thì cái tiết tấu của chúng ta khác đi liền, tức là nó tương đối là trầm buồn hơn, cho nên là tôi đánh cách đó. Rồi thì cái bài này bass thì nó cũng chạy dễ, chạy mà hai nốt hoặc ba nốt thôi. Rồi chúng ta sẽ vào bài như thế này. Phần là con gái bác sĩ thứ chắc bùng bùng, chưa một lần yêu ai, chuyển lên pha thằng thứ như vậy. Phần là con gái chất bùm bùm, bát bát là quạt quạt hai ba dây trên này thôi các bạn, hoặc các bạn đánh nốt bát cũng được nữa. À, tùy người thích ha, hoặc là chúng ta quạt nhẹ nhẹ ba dây trên. À như vậy chỗ này. Phần là con gái chưa một lần yêu. À, như vậy là bát si và bát pha để chuyển lên. À, rồi từ bát pha chuyển qua bát pha này pha thăng nha, chuyển qua bát son cho câu số 3. Rồi từ bát son đó chuyển hợp âm giữa nhịp bằng cách là chắc bùng chuyển qua la. Tức là son trưởng giữa nhịp chuyển qua la trưởng, cuối nhịp chuyển về re trưởng. Đó là câu số 4. Như vậy chúng ta đánh như sau. Chuyển qua la liền nha. Chắc bùm la chắc. À như vậy ở đây từ son trưởng chuyển qua la trưởng, rồi là từ la trưởng mình chuyển xuống re trưởng luôn. Đánh như thế này. Chắc bùm la chắc mi re. Đó là bài này như thế. Như vậy chúng ta nghe. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. À cái chỗ đường dài là từ la trưởng chuyển xuống re trưởng thì chúng ta đánh cái bát mi. Rồi các bạn, rồi các bạn nghe lại một lần nữa xong rồi chúng ta học câu lấy số 5. Phần là chậm chậm nha, suy tứ. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Đó là bốn câu. Thì ngay lúc vừa hát mà thấy như sông dòng đường dài, các bạn lưu ý đối với cái bài này, khi mà chúng ta hát cho người khác đàn thì ngay cái chỗ này là đường dài chúng ta hát
Có nghĩa là hát trễ đi một tầng thì nó mới hay. Ví dụ như thế này, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Như vậy chữ đường là nó đã rớt ngay cái phách bốn rồi, chữ dài kéo ra. Thì hầu hết các ca sĩ đều hát như thế, nhưng ở đây tôi hướng dẫn đàn, nếu mà tôi hát thừa ra một từ như vậy, trễ đi một từ như vậy thì lại khó cho mình đàn. Cho nên khi mình tập đàn mình cứ hát cho nó đúng, còn khi mà mình không có đàn mà mình hát cho người ta đàn thì mình có thể áp dụng điều đó được. Rồi, vừa xong câu 4 này chúng ta có câu lái số 5 như sau. Rồi, như vậy câu lái nó là gì? La re, nghe phát nha, là nghe phát luôn. La re si, la re si si la re mi fa fa thăng. Rồi, các bạn muốn cho câu này nghe hay thì các bạn hãy rung tay lúc mình đàn. Nó sẽ nghe khác đi ha. Còn nếu mình đàn bình thường, do cái bài này nó cũng có cái âm hưởng trầm buồn mà cũng giống như như dân ca, lai lai dân ca, cho nên mình đàn như thế được. Rồi, như vậy đó là câu lái. Giờ các bạn nghe lại từ câu 1 đến câu 5. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Cảnh nhà neo đơn. Rồi tiếp tục, cảnh nhà neo đơn thì đang từ si chất bùng bùng chất si si re mi, đó là giống như chả bát các bạn. Chất bùng bùng chất si re mi thì cảnh thì mình đã hát ngay cái phát đầu tiên luôn rồi. Rồi tiếp tục, từ mi mình chuyển qua hoa thăng thứ bằng một câu chạy bát. Bày em chưa nhà neo đơn, bày em chưa lớn. Như vậy mình chuyển qua bằng cách nào? Đang ở mi nè, chắc bùng bùng chắc rê mi pha là chuyển qua pha. Lúc này các bạn muốn để cái tay pha thứ, pha thân thứ thích hợp thì đang bấm mi thứ ở ngón nhẫn nè, thì bốn ngón nhẫn thì các bạn lập tức chuyển liền chắc chắc bùng bùng chắc rê mi mi là dùng ngón út liền, mi pha buốt qua luôn. Được không? Rồi các bạn nghe lại chỗ này. Đó, chuyển luôn ha. Chuyển dùng ngón út bấm dây 4 để mình sử dụng pha thăng luôn. Lúc này thì em sẽ đánh một câu lead chạy theo, tức là chiếu đôi vai gánh dòng. Câu hát có 4 phách luôn. Chiếu đôi vai gánh dọc nhằn. Như vậy 4 phách này chúng ta đánh câu lái như sau. Chắc chắc pha bì ha, pha mi mi pha rê mi đô si đô thăng nha, mi là pha cũng thăng luôn. Chắc pha mi mi pha rê đô si, đó là câu lái số 5. Không nhầm các bạn, đó là câu lái số 8. Câu lái số 8 tôi mới đọc rồi các bạn nha. Pha thăng nha. Pha mi mi pha rê đô si, đô thăng luôn. Trong bài không có là bởi vì nó vừa trang rồi, cho nên chỗ đó tôi không có cái âm bằng nốt vô, thì các bạn có thể thêm nốt vô. Câu số 9 thì có. Câu số 9 là một câu lái tiếp tục, tức là chỗ này nó bỏ một nhịp. Chỗ mà chiếu đôi vai gánh dọc nhận là lít, mình chạy theo con hát, còn này bỏ một nhịp thì chúng ta đàn như sau.
vậy câu này nó là gì? Mi fa mi fa thăng nha các bạn. Mi fa mi mi đô đô thăng luôn. Đô si la si. Mi fa mi mi đô si la si. Đó là còn lại số 9. Rồi tiếp tục, đang từ si thứ. Sau câu lấy số 9 mình ở si thứ. Mình tiếp thầy mẹ thương nghe. Y chang như nãy là từ si chuyển lên mi hay pha. Giờ tìm người sẽ duyên. Cũng giống hệt câu, coi như là câu số 10 thì giống câu số 2. Câu số 11 thì giống câu số 3, đàn y như vậy. Thầm câu mong lòng công mong em. Chuyển qua la trưởng. Đô bên cho yên bộ bóng thuyền. Chuyển xuống rê, rê trưởng thì cũng giống y như nãy từ la chuyển xuống rê. Rồi các bạn nghe bốn câu này. Thầy mẹ thương em, nhớ tìm người sẽ duyên. Lòng tâm mong em, đô bên cho yên bộ bóng. À như vậy câu số 14 thì thật ra nó giống hệt như câu số 5 hồi nãy thôi nha. Giống như câu số 5 cho nên tôi không dạy lại. Rồi xong câu số 14 rồi, tới câu số 15. Lứa đôi tình duyên thì đang ở si, mình chuyển qua mi thứ bằng một câu chạy bát sao. Hồi nãy á là cạnh nhà neo đơn si rê mi bát, đó là bát của nè cạnh nhà neo đơn. Còn bát này là lứa đôi tình duyên thì nó hơi khác chút, đó sẽ là si fa mi. Rồi các bạn nghe thử. Lứa đôi tình đang bấm si thứ, tức là ngón nhẫn chúng ta đang nghe dây 4 thì chúng ta kéo qua ngón dây nốt mi của tông mi thứ luôn. Lứa đôi tình lưu luyến. Như vậy còn chưa lưu luyến thì nó giống hệt cái hồi nãy là cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, giống y như bầy em chưa lớn. Như vậy giống câu số 7, đàn giống câu số 7 cũng là đánh bát rê mi fa. Rồi nửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em. Sợ người ta đến thì bình thường đang ở pha, các bạn chuyển qua son trưởng. Rồi em khóc sao, chuyển giữa nhịp qua la, la trưởng. Bao lời yêu, chuyển về rê là hết, hết bài, hết đoạn. Các bạn nghe lại từ cái chỗ này. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em không sao bao đời kinh. Nhưng mà đặc biệt là đến em khóc sao bao lời khuyên. Ngay chữ khuyên là bắt đầu chúng ta đánh một câu lái để dẫn vào điệp khúc như sau. Có nghĩa là các bạn đang ở la nè, các bạn đánh nguyên nhịp bình thường nha. Em khóc sao bao lời khuyên. Thì lúc chữ khuyên này chúng ta sử dụng thế bấm si thứ như thế này và dùng ngón út để đàn cái nốt si. Ngay cái chữ nốt si này chúng ta dẫn vào bằng một câu lái như sau. Thì vừa xong con này là chúng ta còn hai phát trở lại là chưa yêu đó, thì ra để dẫn vào điệp khúc. Các bạn nghe lại cái câu lái dẫn vào điệp khúc như sau. Si fa si mi, để ý cái nhịp kỹ nha các bạn. Si là nghe nhịp nè, tại vì nó cuối của cái câu lời khuyên. Si fa si mi rê mi fa si si la si. Đó nhịp nó rõ ràng lắm nha các bạn, nó có
nó có nhịp trẻ nhiều lắm. Si fa si fa si mi rê mi fa si si la si. À, nhưng mà si si la si thì mình bấm hợp âm si si la si, la thứ la trưởng này các bạn, si thứ nè. Như vậy lẽ ra chúng ta bấm si si la si, si si la si. À, nhưng mà thực sự không cần bấm như vậy, bởi vì cái ngón tay chúng ta để vậy là có 3 giây 2 3 4 chúng ta đàn ngay chỗ đó thôi. Đó chính là la trưởng. La trưởng là bấm 2 3 4 nè. Là không có sử dụng dây 1, không sử dụng dây 5. Như vậy chỗ này. À, thế là chúng ta chỉ cần nhả tay này ra là nó thành la trưởng. Tại vì chúng ta chỉ đàn ở 4 3 2 thôi. Rồi các bạn nghe lại câu lái. Gặp lại các bạn. À, các bạn nghe lại. Chưa yêu. À, câu lái của chúng ta kéo từ cái chữ khuyên, đánh hết một nhịp lấn qua phách thứ nhất và nửa phách hai. À, như vậy còn lại là cái phách thứ hai gõ cái cốc cái rồi tới là chưa yêu là hai phách, như vậy nó đã vào điệp khúc. Giờ tôi sẽ hướng dẫn tôi đàn lại nguyên một đoạn một rất chậm và đánh câu lái để chuyển qua điệp khúc các bạn nghe. Chắc chắn là các bạn sẽ tập chỗ này nó hơi tập nhiều chút, tại vì nó khó về cái nhịp các bạn. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về các bạn nghe này, bài này cũng chưa thuộc lời lắm. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài, cành ngà neo đơn bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh gồng. Tâm mong em đau bên cho im mồ bóng thuyền, lừa đôi tình duyên còn chưa đủ luyến, sợ người ta đến em không sao bao lời khuyên. Như vậy vừa đánh xong câu lái là chúng ta còn nửa phách, chắc cái là hát liền hai phách cuối là chưa yêu. Thì ở đây tôi dùng cái này để tôi điểm vào là đùm đùm, à tức là bắt đầu phách thứ ba là đùm đùm, là chưa yêu, tức là chỉ chưa là ngay ở đây đánh thùng hai cái, thì cái thùng đầu tiên là ngay chỉ chưa, tức là ngay cái phách thứ ba chưa yêu. Các bạn nha, lứa đôi tình duyên còn chưa lũ luyến, sợ người ta đến em không sao bao lời kinh. Tôi nói rồi, các bạn vẫn đánh điệp khúc như cũ, chỉ bỏ cái chắc cuối cùng thôi. Chưa yêu chắc chung chung chắc 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 tha son tha, tức là chưa yêu lần nào biết ra, chậm lại nha, chưa yêu lần nào biết ra
làm sao biết chồng chiều thế nào, dòng sâu là bao nào lo được đâu, lòng người ta ai biết có lại đâu, qua bao. Cách đánh điệp khúc giống như điệp khúc kia, chỉ bỏ cái chất cuối cùng thôi các bạn nha. Nhắc lại cách đánh điệu khúc ở đây như sau: chất chùm chùm chất chất chập chất chùm, à bỏ cái chất cuối, chất chùm chùm chất chất chập chất, làm lại các bạn, chất chùm chùm chất chất chập chùm chùm. Chưa yêu lần nào tiếng ra làm sao trong tình yêu như thế nào, không sâu là bao đau đó đừng câu, lòng người ta biết có dài đâu. Đó, đó là cách đánh như cũ, thì chỉ khác cái chất cuối cùng thôi. Đánh điệp khúc như điệp khúc tôi đã hướng dẫn rồi, đánh bỏ cái chất cuối cùng ra là xong các bạn. Còn bass thì nó có chỉ hai nốt thôi. Các bạn theo cái âm mà tập thì đơn giản thôi. Nếu các bạn đã đánh được kiểu kia thì kiểu này bỏ cái chất ra cũng rất đơn giản. Và cuối cùng đánh xong cái phần điệp khúc rồi. Phần cuối điệp khúc là biết nơi nào đủ trong. Rồi đánh một câu lái. Câu lái đó là gì? Mi đô, mi đô si la pha la si. Ở đây là đô là đô thanh, pha cũng là pha thanh. Mi đô si la pha la si. Sau thì chúng ta cũng ở pha la si thì chúng ta quạt cái si xuống là chúng ta dứt bài hát. Ai dứt cái phần điệp khúc thì chúng ta vào lại bài hát, vào lại đoạn số 2. Thì đoạn số 2 hát y hệt đoạn số 1, không khác gì hết. Chỉ khác câu lái cuối của đoạn số 2 cũng chính là câu lái cuối của phần điệp khúc luôn. Cho nên tôi cũng không cần hướng dẫn. Thì hát xong một lần chúng ta gian tấu bằng giai điệu của đoạn cuối bài hát. Giai điệu của nó như sau. Tôi hướng dẫn các bạn giai điệu chậm chậm các bạn nha. Đầu tiên là... si si re mi fa pha thăng nha, các bạn nhớ ở đây là tôi đọc pha là pha thăng, đô cũng là đô thăng nha. Si re mi fa, đó là câu đầu tiên, chắc cái ở đây cũng có nhịp trẻ, nhịp trẻ nè. Fa re fa fa re fa, các bạn nghe thấy không? Fa re fa la la, chấm 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 là nhịp trẻ đó. Rồi ngay la này chúng ta bấm hợp âm pha thăng thứ ngay chỗ này, hợp âm tắc của pha thăng thứ. Đó là nhịp số 2. Nhịp số 3 thì chúng ta chắc pha thăng thứ lên. Ở đây cũng có nhịp trẻ ngay nốt la thứ 2 nè. Đó là nhịp số 3, nhịp số 3 là chát. La la si si. Nhịp số 4. Nhịp số 4. Nhịp số 4 là gì? La re si la fa mi fa. Rồi các bạn nghe nhịp số 4 lại. La re si la fa mi fa. Rồi sau đây nhịp số 5 là câu lái. Rồi câu lái nó là sao? La re fa la re si si la re mi fa. Các bạn để ý có chỗ phải đàn nhanh bởi vì nó có 3 nốt. Đúng 4 phách, câu lái này đúng 4 phách. Nhịp số 6.
có luyến nha, luyến từ re qua mi, à nó chính là gì? Fa si re mi mi, fa si re mi re mi mi. Nhịp số 7 chúng ta móc vi thứ lên. Nhịp số 7 lại check re mi fa la. Nhịp số 8 là gì? La fa la fa mi fa re đô si. Re đô là luyến nè các bạn, luyến từ 37 về 38 có nghĩa là luyến ngược. Còn các bạn không luyến kiểu đó, các bạn vuốt cũng được. Rồi nghe lại nhịp số 8. Hoặc là luyến vuốt luôn, hoặc là mình nhả tay. Rồi nhịp số 8 xong, nhịp số 9 là câu lái đang ở si thứ. Rồi câu 9 lái là gì? Là mi mi fa mi mi đô si la si. Mi fa mi mi đô si la si. Đó là nhịp số 9. Tiếp tục nhịp số 10. Đó là re fa la la. Nhịp số 11 thì chúng ta móc pha thăng thứ lên. Chắc la 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 si si. Các bạn để ý có mấy chỗ chấm chấm đều là nhịp trẻ nha. Nhịp số 12 các bạn móc cái son trưởng lên ở đây. Si đô đô. Đó là nhịp số 12. Rồi nhịp số 13. Nhịp số 13 là si đô rê đô. Si đô rê đô si la fa. Nhịp số 14 là câu lái. Câu lái này quen thuộc rồi, nãy đã tập rồi, là nhịp số 5 đó các bạn. Nhịp số 15. Fa si fa re mi. Nhịp số 16 móc mi thứ lên. Chắc re mi fa la. Nhịp số 17 chúng ta móc pha thăng thứ lên. Fa fa la si. Đó là nhịp số 17. Nhịp số 18. Đô đô mi đô si fa la si. Có yêu ai được không, muốn yêu ai được không, thì chữ không này là nó si cuối này, là chúng ta lại đánh một câu lái như nãy tôi nói các bạn đó, câu lái chuyển qua điệp khúc. Không muốn yêu ai.
hai đứa trong. À như vậy chỗ chúng ta đang gian tấu này chúng ta cũng đánh câu lái đó luôn. Nhưng mà khó hơn ở trên đây nha các bạn, trên đây thì đánh dễ hơn, ở đây thì do chúng ta đã bấm hộp âm tắc ở đây cho nên nó khó, chỗ đó nó khó hơn. Thì câu lái chuyển tiếp giống như câu lái nãy nhưng mà mình bấm ở một cái quãng cao hơn, một quãng 8. Nó là gì? Nó là si si fa si mi si fa si mi re si fa si mi re mi fa si si sa si. À, như vậy chúng ta bấm vào bấm taxi ở đây. Hơi khó tập hơn đằng kia, hơi khó tập hơn. Tại vì đằng kia chúng ta nhờ cái ngón trỏ này chúng ta buông này ra. Thấy không? Còn đây chúng ta phải nhảy tay. Rồi chúng ta phải nhảy tay. Là xong cái phần gian tấu này chúng ta quay lại hát điệp khúc. Tôi nói luôn đi rồi xong rồi tôi mới đàn gian tấu lại một lần cho các bạn nghe. Thì xong gian tấu này các bạn quay lại điệp khúc, các bạn hát điệp khúc lại bình thường rồi hát tới cuối bài. Bước qua dòng sông hồi từng con sông sợ đời người con gái. Các bạn ao trô đó, các bạn ao á. Không muốn yêu ai được không thì cái chữ lúc outro chúng ta dừng, ví dụ như bước qua dòng sông hồi từng con sông đời người con gái không muốn yêu ai được không. Như vậy câu lái này cũng chính làm cho câu outro của mình luôn. Tức là hát hết bài hát kéo dài xong rồi dứt cái... Rồi hồi nãy nó bị đầy bộ nhớ các bạn. Đầy thể nhớ. Giờ tôi đàn lại cho các bạn nghe cái phần gian tấu. Đàn chậm chậm cho các bạn nghe phần gian tấu để các bạn tập theo nha. Gian tấu xong là gian tấu xong chúng ta đánh một cái câu lái để chuyển tiếp qua phần điệp khúc và chúng ta hát lại. Thì cái phần hướng dẫn của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc cho các bạn luyện tập bài Duyên Phận vui vẻ và sớm có thể đàn được như ý muốn. Hẹn các bạn ở video clip tiếp theo. Tạm biệt các bạn.